Xin chào các anh yêu thích phụ kiện đẹp của Ambe Shop. Thì video ngày hôm nay Ambe Shop sẽ giới thiệu tới các anh một món phụ kiện xì gà, đó chính là một chiếc bao đựng xì gà rất là đẹp cũng như là cực kỳ là đẳng cấp luôn, đến từ thương hiệu Ruby Spin các anh nha, với mã hàng là HI5307. Mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình, thì khi gọi điện đặt hàng các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nha. Mình có thể quan sát giúp em hộp rất là sang trọng như thế này, các anh mình hoàn toàn có thể lựa chọn để làm quà tặng hay là quà biếu sếp, đồng nghiệp, đối tác nhân dịp trọng đại thì rất là tuyệt vời luôn các anh chị nha, rất là tuyệt luôn. Thì với cái mã hàng này thì mình có rất là nhiều cái màu sắc để các anh mình có thể lựa chọn, như là gam màu nâu trơn, đen ghi, ghi caro hay là màu vàng caro. Thì trên video ngày hôm nay em đã chuẩn bị tới các anh đó chính là hai gam màu, đó chính là gam màu đen và gam màu kiểu ghi mà chất liệu được làm bằng bọc cái vải bố các anh nhá. Thì sau đây em và các anh chúng ta sẽ cùng đi đến từng cái màu sắc của cái hai cái mẫu hôm nay em sẽ chuẩn bị để giới thiệu tới các anh đây. Thì mình có thể quan sát là có thêm một túi da của Ruby Skin như thế này, rất là chất lượng đúng không ạ, rất là chất lượng luôn, cực kỳ là chất lượng cho các anh. Mình sử dụng hoàn toàn yên tâm giúp em. Và đây là chiếc có bọc vải bố các anh nhá. Và chiếc thứ hai đó chính là gam màu đen, gam màu đen rất là đẳng cấp như thế này, cũng được bọc vải bố rất à, cũng được tặng theo một cái túi da như thế này rất là sang. Và ở đây thì mình có thể quan sát giúp em nha, mình có thể quan sát giúp em với hai cái màu sắc như thế này. Thì khi mà có nhận đặt hàng thì các anh thích cái kiểu nào thì mình có thể nhắc các bạn nhân viên bên em để các bạn có thể giao tới nơi đúng cái kiểu như mà mình yêu cầu nhá. Cái mẫu này thì các anh mình hay gọi là cái mẫu bao da vải bố các anh ạ, bao da vải bố. Và cái mẫu này thì là bao da đen rất là sang trọng như thế này. Với cái mã hàng này thì các anh mình có thể để được khoảng 3 điếu nhá. Ở cái mẫu này thì mình có thể để được tối đa là 3 điếu các anh nhà, tối đa là 3 điếu giúp em. Rất là chất lượng như thế này, cực kỳ là đẹp. Và khi mà mình mở cái này ra như thế này các anh nhà, khi mà mở ra như thế này thì sẽ có một mùi rất là thơm, đó chính là mùi thơm của gỗ tuyết tùng. Gỗ tuyết tùng rất là chất lượng, gỗ tuyết tùng Tây Ban Nha nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm là mình có thể hoàn toàn yên tâm bảo quản những điếu xì gà của mình ở bên trong chiếc bao da này một cách an toàn nhất mà không hề lo lắng ảnh hưởng với môi trường bên ngoài nha. Ở lớp bên ngoài này thì là được bọc da, da công nghiệp cao cấp, rất là chất lượng luôn nên là các anh mình hoàn toàn yên tâm giúp em. Và rất là nhiều các anh mình có câu hỏi với em rằng là da này là da thật hay là da công nghiệp. Thì cái này, những cái mẫu bao da xì gà này thì em thấy là hãng thường thiết kế đó chính là da công nghiệp để tránh ảnh hưởng tới mùi của xì gà các anh nha. Bởi vì là da thật thì nó sẽ có mùi và nó sẽ bám vào xì gà của chúng ta, nên là sẽ hãng này nó sẽ không làm da thật đâu các anh ạ. Thì mình lựa chọn da công nghiệp là tốt nhất các anh nha. Và ở đây thì mẫu này đó chính là vải bố được bọc bên ngoài rất là đặc biệt như thế này. Mẫu vải bố này thì anh nào mà mình tay có mồ hôi thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời, bởi vì khi mà cầm thì ma sát cực kỳ tốt các anh ạ, ma sát cực kỳ tốt luôn, rất là chất lượng. Ở dưới đây thì mình có logo Ruby Skin, cái mẫu này, cái màu này thì logo lại ở bên ngoài như thế này, rất là đẳng cấp và rất là sang luôn. Mẫu này thì rất là độc, chắc chắn là rất là khó mà mình có thể đụng hàng đấy ạ, rất là khó mà đụng hàng luôn các anh ạ, rất sang và cũng như cực kỳ là đẳng cấp như thế này. Thì còn lý do gì mà các quý ông mình không lựa chọn đúng không ạ? Rất là tuyệt vời và cũng như là cực kỳ là sang luôn. Và mình có thể nhìn đường chỉ may giúp em nhỉ? Đường chỉ may cực kỳ là tỉ mỉ và rất là chất như thế này. Rất là chất lượng luôn, cực kỳ là tỉ mỉ như thế này. Rất tinh xảo luôn các anh ạ, rất là tinh xảo luôn. Rất là chất lượng. Một mẫu bao da cầm tay không chỉ là một mẫu bao da để có thể bảo đảm cho những điếu xì gà của mình không bị hỏng khi ra ngoài, mà khi mà các anh xuống phố mình cầm theo chiếc bao da này cũng thể hiện một cái đẳng cấp cũng như là một cái phong cách của một quý ông sành điệu, cũng như là khi mà mình đi tiệc ấy ạ, thì mình cầm theo mẫu bao da này thì dậy rất là sang luôn các anh nha. Thì anh nào mà mình kết mẫu HI5307 này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới, Ambe Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.